chị đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chị sẽ dẫn các em đi vào khu rừng để bắt khủng long nhá. Không biết là trong khu rừng này có nhiều khủng long không? Nào, chúng mình cùng đi bắt nào. Một hòn núi giả. Ở đây á, chị nghĩ là có rất nhiều khủng long đấy. Đi thôi nào. Ôi, cái này là gì đấy ta? Ôi, không biết là có khủng long không nhỉ? Đi tiếp nào. Chị nghĩ là ở đây khủng long sẽ trốn rất nhiều đấy. Đó, thấy không? Thấy không? Đi thôi. Không khí ở đây thật là mát mẻ đúng không nào? Sao tìm nãy giờ mà chưa thấy chú khủng long nào nhỉ? Lạ thế. Rồi, chúng mình đi nhanh lên nào. Chúng mình tìm kỹ nhá. Cẩn thận là không là khủng long nghe thấy là khủng long sẽ trốn mất đấy. Đi thôi. Ở đây nhiều chỗ ẩn nấp này mà lại không tìm ra khủng long nhỉ? Lạ thế. Cẩn thận nhá. Đường không có bằng thẳng tí nào cả. Ôi, có lẽ vận khí hôm nay của chị hơi kém đúng không? Ơi, mình đi đến đâu? Ơi, chị nhìn thấy gì kìa? Là một chú khủng long siêu nhân biến hình đấy. Ở bên cạnh là gì? Ở bên cạnh là, trời ơi, một tổ chú khủng long luôn. Trời ơi, đã quá. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Trời ơi, nhiều chú khủng long quá trời luôn này. Hôm nay thu hoạch cách xù luôn. Nhặt thôi đâu, nhặt thôi đâu. Khủng long siêu nhân biến hình luôn. Không, tiếp tục đi thu nào. Phát hiện ra một chú khủng long nữa rồi. Một chú khủng long đâu nha? Hai sừng kìa. Hello, xin chào. Đi tiếp nào. Hello, xin chào bé khủng long này. Cùng về nhà nào. Về nhà thôi. Tiếp tục đi nào, mình nhìn kỹ vào nhá. Xung quanh ở mọi nơi, mọi chỗ, xem có thể bắt được khủng long không. Hello, xin chào khủng long hai đầu này. Mình cùng về nhà nhá. Tiếp tục đi thôi. Là một khủng long đâu nè. Hello bé, xin chào nhá, ở đây hả? Nào, chúng mình cùng đi. Ôi, có một chú khủng long đang chạy kìa các bạn ơi, nhanh lên, tóm lấy nó. Từ từ, đúng rồi, tóm lấy, đúng rồi. Chạy làm sao được mà chạy. Hello, chúng mình cùng về nhà nào. Thấy không? Ôi, ở trên đây có một bé khủng long nhỏ này. Bé khủng long, bạn khủng long này đang chạy lên với bé khủng long nhỏ đấy. Ôi, hello, xin chào nhé. Nữa, nhìn thấy một con khủng long nữa rồi. Một chú khủng long màu tím nữa luôn. Và một chú khủng long màu xanh lá cây. Trời ơi, nhiều khủng long quá. Xin chào nha. Xin chào hai bạn nhỏ nha. Chúng mình cùng về nhà nào. Ở đây có vẻ như là đảo khủng long đấy các bạn. Một chú khủng long bay này. Hello, xin chào nha. Về nhà với chị nào. Các bạn ơi, giống như là chị lạc vào đảo của khủng long đấy. Trời ơi, sao mà nhiều khủng long thế?